Người hôm nay Quang xin giới thiệu cho mọi người cái cách phát âm một cái đuôi rất là hay gặp trong tiếng Anh. Chuyện là thế này, năm 2005 thì có một bà chị ở Mỹ về Việt Nam chơi với Quang, và trên đường về quê thì bà nói câu như này: "It's so peaceful. It's so peaceful." Và Quang không thể nào mà nghe được cái ý của bà là gì, phải hỏi lại bằng tiếng Việt. Bà là peaceful. Đó. Thì lý do tại sao mà mình không nghe được cái từ peaceful đó là bởi vì là mình nghĩ nó là peaceful. Đó, peaceful. Cái lúc đó mình nghĩ là đọc cái từ đó là peaceful. Mãi sau này mình mới biết là nó không đọc là peaceful mà đọc là peaceful. Thì cái đuôi for là một cái đuôi rất là hay gặp trong tiếng Anh. Đó. Thì cái cách phát âm cái đuôi này như nào? Thứ nhất là mọi người cần phải nhớ là nó luôn luôn là đứng ở âm tiết không được nhấn, cho nên là đọc rất là nhẹ. For, for, for. Đó, rất đọc rất là nhẹ thôi. For. Peaceful, peaceful. Nó bao gồm 3 âm. Âm âm a, âm o kết hợp o, for, for. Peaceful, peaceful. It's so peaceful. Đó. Hoặc là cái từ rất là hay gặp là từ beautiful. Beautiful. Đó. Thì lưu ý một chút về cái từ beautiful này trong tiếng Anh Mỹ thì người ta không đọc là beautiful, beautiful. Đó, cái âm ch nó bị đứng giữa hai nguyên âm, thì người ta đọc thành nghe âm d, giống như là beautiful, beautiful. Hoặc là rất là nhiều màu sắc sặc sỡ, gọi là colorful, colorful. Đó, thì mọi người nhớ là cái đuôi f u l thì thứ nhất là nó không nhấn trọng âm, cho mình đọc rất là nhẹ. Và thứ hai là nó bao gồm ba âm, âm for, for, peaceful, beautiful, colorful.